ta nhận được những cái câu hỏi làm cách nào để mình có thể dễ dàng bán hàng cho người mới hoặc là những cái khách hàng mới khi mà đến với cái gian hàng online hoặc cửa hàng offline của mình, hoặc là làm cách nào để có thể cạnh tranh về giá bán, làm thế nào để bán được hàng khi mà đối thủ bán phá giá, và rất là nhiều những cái vấn đề để ý mình có thể bán được hàng một cách hiệu quả và dễ dàng hơn. Vâng, xin chào, chào mừng tất cả cô chú và anh chị ghé thăm kênh YouTube của Trần Tấn Tài. Thì hôm nay Tài xin phép được hầu chuyện các anh chị về một chủ đề, đó là chúng ta sẽ có những cái chiến lược như thế nào để giúp cho cái việc bán hàng chúng ta trở nên dễ dàng và nó hiệu quả hơn. Và trong khuôn khổ video ngày hôm nay thì Tài xin chia sẻ các anh chị có bốn cái chiến lược mà có thể các chị có thể áp dụng được ngay và nó mang lại hiệu quả vô cùng tuyệt vời. Tuy nhiên ở những chương trình chuyên sâu và có nhiều thời gian hơn thì Tài sẽ chia sẻ các anh chị nhiều ở những cái chương trình hơn, hoặc là các anh chị có thể để lại những cái câu hỏi và Tài có thể đưa lại những một cái chiến lược mà nó sát với thực tế đối với từng cái quy mô hoạt động cũng như là cái nguồn lực của các anh chị, hoặc là dựa trên những cái trải nghiệm mà các anh chị có thể thực hiện nó một cách là hiệu quả nhất. Và đầu tiên thì Tài sẽ xin phép được chia sẻ với các anh chị một cái chiến lược cơ bản nhất mà Tài nghĩ là ai cũng có thể rất là dễ áp dụng. Bởi vì vốn dĩ đa phần với những cái khách hàng mà các chị đang xây dựng ở khách hàng tầm trung hoặc là khách hàng bình dân á, thì nếu mà các anh chị đánh vào giá cả thì sẽ rất là dễ để có thể tiếp xúc và bán được hàng với những cái tệp khách hàng như thế này. Vậy thì nên các chị có thể sử dụng một cái chiến lược, đó là giá bán và chiến lược giá trị, để các anh chị có thể bán được hàng đối với những cái khách hàng lạ. Tôi lấy ví dụ như là các chị chọn lựa một cái tệp khách hàng là nữ hay là khách hàng là nam, hoặc là khách hàng là trung niên hay là cao tuổi, thì các chị đã chọn lựa được một cái thị trường của mình rồi. Thì các anh chị phải biết là trong cái nhóm khách hàng đó thì họ hay sử dụng cái sản phẩm gì thường xuyên và nhiều nhất. Vậy thì với cái sản phẩm mà thường xuyên nhiều nhất đó thì chắc chắn một điều là họ sẽ rất là rành về cái giá bán và họ cũng sẽ am hiểu về cái sản phẩm đó nhiều nhất, đúng không các anh chị? Ấy, ta lấy ví dụ như là các anh chị đang khai thác vào cái tệp khách hàng là mẹ và bé, những cái chị các cô mà có con nhỏ ở trong độ tuổi là từ 0 cho tới 5 tuổi, thì rõ ràng là cái sản phẩm họ rất là quan tâm và họ am tường về nó. Có thể đó là sữa bột, hoặc có thể là sữa nước cho con, hoặc là những cái loại tã mà có thể sử dụng cho các bé. Vậy nên các anh chị hãy lấy cái sản phẩm này ra và các anh chị xây dựng theo cái chương trình là chiến lược của mình, đó là giá cả. Thì chỉ cần các chị bán với cái giá là nó thấp hơn thị trường một xíu thôi. Ta lấy ví dụ như mặt bằng chung của thị trường nó đang giá là 10 đồng. Vậy thì các anh chị chỉ cần là có thêm những cái chương trình khuyến mãi gì đó tặng kèm với cái sản phẩm mà các anh chị cũng bán với giá 10 đồng, mà các anh chị tặng kèm thêm một cái sản phẩm gì đó mà nó bổ trợ cho cái sản phẩm chính này. Ví dụ như các anh chị có thể bán một cái tã tặng kèm một cái bình sữa, hoặc là bán một cái hộp sữa bột như vậy, tặng kèm thêm bịch tã, hoặc là tặng kèm thêm những cái sản phẩm mà giữa sản phẩm chính và sản phẩm phụ có thể bổ trợ được cho nhau. Hoặc là các anh chị có thể là giảm giá trực tiếp luôn, các anh chị có thể chiết khấu trực tiếp là 5%, 10%, thậm chí là 20% trên cái hóa đơn nếu mà khách hàng là mua từ hai sản phẩm trở lên, đúng không? Để kích cầu cho khách hàng. Và các anh chị đưa ra một cái lý do nào đó, có thể là kỷ niệm nhân là các anh chị khai trương, kỷ niệm là một năm sinh nhật của cửa hàng, hoặc là nhân dịp một cái dịp đặc biệt nào đó, các anh chị đưa ra những cái chương trình khuyến nghị, khuyến mãi. Và với những cái sản phẩm này thì khách hàng của mình rất là rõ về giá, vậy chỉ cần các chị có những cái thao tác nhỏ là cái giá nó tốt hơn thị trường thì ngay lập tức là các anh chị sẽ thu hút được những cái khách hàng lạ đến với cái cửa hàng của các anh chị, hoặc là các chị có thể là dễ bán hàng cho những cái khách hàng lạ, đúng không ạ? Và các chị lưu ý là cái giá nó không được quá rẻ so với mặt bằng chung, bởi vì đối với khách hàng lạ như vậy, nếu mà cái giá các anh chị đưa ra nó quá rẻ thì đôi lúc là khách hàng họ suy nghĩ là không biết là cái sản phẩm của các anh chị nó có chất lượng hay không, bởi vì họ chưa sử dụng sản phẩm và dịch vụ các anh chị, họ lo lắng về cái chất lượng, không biết là các anh chị có sử dụng hàng nhái hoặc là hàng loại 2, loại 3 hay không, hay người ta gọi là hàng fake, đúng không các anh chị? Đấy, nên là các anh chị khi mà đưa ra những cái chương trình khuyến mãi về giá thì các anh chị cũng cần lưu ý, đúng không ạ? Và cái thứ hai nữa là các anh chị, cái đó là về mặt về cơ bản, về trước mắt thôi, đúng không ạ? Trước mắt về cái chiến lược ngắn hạn thì chúng ta sẽ dùng giá bán để thu hút. Tuy nhiên về mặt
chiến lược dài hạn hơn thì các anh chị cần phải xây dựng cho mình những cái giá trị kèm theo những cái sản phẩm. Các anh chị tập trung vào cái việc mà giảm giá mãi như vậy thì mình sẽ cái biên độ lợi nhuận của mình sẽ rất là mỏng và mình không đủ chi phí để hoạt động và mình có thể chăm sóc khách hàng mình ngày càng tốt hơn và duy trì cái hoạt động kinh doanh của mình. Vậy nên cái giá cả thì có thể trong từng những cái giai đoạn, tuy nhiên là các anh chị phải kèm theo cái chiến lược về giá trị trong từng sản phẩm của mình. Ta lấy ví dụ như là cùng một cái sản phẩm, ví dụ như là nhóm khách hàng của ta là đang bán cái chiếc xe đạp điện đi. Đấy, cũng là một cái loại xe đạp điện đó, cùng một cái thương hiệu như vậy và cái giá chung của thị trường nó đang là 10 đồng. Vậy thì làm sao để chúng ta có thể bán được cái giá 11, 12 đồng mà không phải bị cạnh tranh giá bởi những cái đối thủ bên cạnh? Thì buộc lòng là các anh chị phải thêm giá trị vào trong cái sản phẩm của mình. Các anh chị nên nhớ là hãy cố gắng hết sức khi mà sản phẩm về, mình không được để nguyên cái sản phẩm vậy mà mình bán cho khách hàng, mà mình cần phải thêm nhiều cái giá trị vào đối với cái sản phẩm này, thì lúc này cái giá của mình sẽ tăng lên và sẽ không bị cạnh tranh bởi đối thủ của mình. Ta lấy ví dụ là khi mà các chị bán một cái xe đạp điện như vậy á, đối thủ đang bán giá là 10 đồng thì các chị hãy bán giá 11, 12 đồng, nhưng mà các chị tặng thêm cái giá trị là tặng thêm một cái voucher là bảo hành cái xe đó, bảo hành từ nhà sản xuất có thể là 1 năm, có thể là 6 tháng, nhưng các anh chị sẵn sàng là bảo hành lên tới 2 năm hoặc là 3 năm. Khi mà có trục trặc, ví dụ như là bị lỗi những kỹ thuật gì đó, thì các anh chị đến, các anh chị chỉnh sửa, các anh chị không có thu phí của khách hàng. Hoặc là các anh chị có thể xây dựng một cái chương trình gọi là sao ạ? Cứu trợ dọc đường. Tức là khi mà khách hàng họ mua cái sản phẩm đó thì họ đi trên đường trong một cái bán kính mà cái địa phương mà các anh chị kinh doanh, thì các anh chị có thể là 10 cây số, 20 cây số rồi đó, nếu mà cái xe đó chẳng may bị trục trặc, bị hỏng lớp xe, hoặc là bị hỏng về dây sơn, hoặc là bị hỏng đề, hỏng bất cứ một cái gì đó mà ở trên đường mà không thể di chuyển được, thì cần cái sự cứu trợ, hoặc là bị hư hỏng hóc về bình, không đề được, đúng không ạ? Thì chỉ cần gọi đến cái số điện thoại các anh chị thì các anh chị sẽ cho người đến để hỗ trợ, đúng không ạ? Đó được gọi là đội cứu hộ ấy. Thì các anh chị hãy nghĩ cách để thêm nhiều những cái giá trị như vậy, hoặc là các anh chị sẽ tặng cho khách hàng một cái phiếu gọi là chăm sóc hàng quý hàng năm, là cứ khách hàng sử dụng cái sản phẩm đó cứ một tháng thì ghé lại mình sẽ được bảo dưỡng miễn phí. Đúng rồi, bảo dưỡng miễn phí, có thể là các anh chị sẽ vệ sinh rửa xe miễn phí, hoặc là các anh chị sẽ cân chỉnh kiểm tra toàn diện chiếc xe hoàn toàn miễn phí như vậy, đúng không ạ? Thì như vậy các anh chị sẽ tăng được những cái giá trị của cái sản phẩm của mình, đúng không? Hoặc là giống như các anh chị sẽ để ý là cũng là một cái chai nước suối đó, không có gì khác biệt cả, nhưng mà khi mua ở một cái cửa hàng tạp hóa bình thường thì người ta sẽ là sao bán nó với giá 3.000, đấy, bán với giá 3.000, và người ta sẽ bán với giá 5.000 khi mà người ta thêm giá trị vào cho nó, đó là người ta sẽ ướp lạnh vào, người ta bỏ vào trong ngăn mát, người ta làm cho cái nước đó nó lạnh lên. Đó, thì khi mình mua cái chai nước nó được lạnh như vậy thì người ta sẽ bán được cái giá cao hơn là cái giá 5.000, đúng không ạ? Và nếu mà các anh chị cũng làm chai nước suối đó, các anh chị vào một cái quán cà phê các anh chị uống thì nó sẽ có giá lên là 10.000 hoặc thậm chí là 20-30.000. Vậy thì người ta đã thêm giá trị vào cái trong chai nước đó, là những cái không gian, cái quán người ta tạo ra một cái không gian rất là ấm cúng, một cái không gian có những cái tiếng nhạc và những cái nụ cười rất là dễ thương của những cái bạn phục vụ, rồi những cái cách mà phục vụ khi mà các chị vừa bước vào quán, có những cái anh bảo vệ hỗ trợ chúng ta dẫn xe vào bên trong, có người cúi chào và có người phục vụ các anh chị đó, thì họ bán tất cả những cái tiện ích đó để cộng thêm, để cho gia tăng được cái giá trị của cái sản phẩm chỉ đơn thuần là chai nước suối, thì lúc này cái giá của họ sẽ được cao hơn rất là nhiều. Đúng không? Họ trang trí cái quán của họ trở nên đẳng cấp hơn, trở nên sang trọng hơn, thì không, lúc này họ đã thêm những cái giá trị vào là sao? Cái giá trị của sự sang trọng, cái giá trị của sự lịch sự và những cái tiện ích kèm theo cái chai nước đó. Chính vậy thì họ sẽ bán được với giá cao hơn đối thủ rất là nhiều, dựa trên cái giá trị họ tạo ra được nhiều hơn đối thủ. Mà các anh chị mua dù là giá cao hơn nhưng mà các anh chị cũng không thắc mắc tại sao cái giá sản phẩm đó nó cao hơn ở những nơi khác, đúng không ạ? Vậy nên là các anh chị hãy suy nghĩ cách nào đó để các anh chị tăng thêm cái giá trị trong cái sản phẩm của mình.
giống như cái việc mà những cái sản phẩm mà Tài đang phân phối trên thị trường, ví dụ đồ chơi trẻ em, thì ngoài cái việc mà Tài cung cấp đồ chơi trẻ em cho từng cái cửa hàng như vậy, cho từng cái đại lý như vậy, thì Tài đã tăng thêm những cái giá trị là bằng cách là sẽ hướng dẫn và hỗ trợ cho các cái cửa hàng, các cái đại lý đó họ có thể kinh doanh được, họ có thể bán được hàng, đúng không ạ? Hoặc là họ có thể quản lý được nhân sự của mình, vân vân. Rất là nhiều những cái khó khăn của cửa hàng họ cần sự hỗ trợ của mình, thì mình luôn luôn sẵn sàng để có thể giúp đỡ họ, để họ kinh doanh được một cách hiệu quả hơn. Và thậm chí là mình phải chủ động để có thể giúp đỡ họ được rất là nhiều những cái đó, nên là lại tạo ra rất là nhiều những cái giá trị kèm theo. Thì như vậy thì khi mà khách hàng họ mua cái sản phẩm của mình, họ không có quá lăn tăn về giá, bởi vì nếu mà họ mua nơi khác dù giá có rẻ hơn của mình 1 đồng 2 đồng, nhưng mà về họ bán không được, họ không biết cách bán hàng, thì họ sẽ bị tồn hàng, đúng các chị? Thì tính ra cái tỷ lệ lợi nhuận của họ cũng sẽ không cao, bởi vì họ phải mất đi cái số tiền gọi là bị tồn hàng, hoặc là họ bán hoài mà không ra được sản phẩm đó, bị chôn vốn. Thì tính kỹ lại thì đó không phải là cái lợi nhuận mà khi mà họ có được khi mà mua được một cái giá rẻ. Mà dù là nơi khác họ mua cái giá cao hơn chút xíu, nhưng mà họ bán 100% hết hàng, không có bị hàng tồn, và còn giúp đỡ được trong cái quá trình mà có thể bán hàng. Thậm chí là cái sản phẩm họ bán không được, được mình đổi trả, được mình thu hồi về đổi cho cái sản phẩm khác, và thậm chí họ nghỉ, họ không muốn kinh doanh nữa, thì mình vẫn thu hàng về 100%. Đó là tất cả những cái giá trị mà Tài cố gắng tạo ra thật nhiều cho những cái đối tác của mình. Thì như vậy thì cái việc bán hàng của mình sẽ trở nên dễ dàng hơn. Vậy nên thì với cái sản phẩm và dịch vụ các anh chị cũng vậy, các chị có thể sử dụng cái giá cả trong giai đoạn đầu để mình có thể dễ dàng tiếp cận đến khách hàng của mình. Người ta mua hàng, người ta cảm thấy mình bán cái giá nó hợp lý hơn những cái nơi khác, thì họ cũng sẽ dễ dàng chấp nhận hơn. Bên cạnh đó, để đi được một cái đường dài xa hơn, thì các anh chị cũng không thể nào cạnh tranh bằng giá cả mãi, mà các anh chị cần phải nghiên cứu gia tăng thêm cái giá trị cho cái sản phẩm của mình, đúng không ạ? Thì đó chính là cái cách mà các anh chị sẽ dễ dàng tiếp cận được những khách hàng lạ mới và các chị bán hàng hiệu quả hơn. Và chúng ta sẽ đi sang cái chiến lược thứ hai, đó là chiến lược chuỗi sản phẩm và tạo sự khác biệt cho các sản phẩm. Thường là mọi người kinh doanh thứ hai là sao, thấy người ta kinh doanh cái gì thì mình bắt đầu bắt chước mua cái sản phẩm nó về kinh doanh. Thấy người ta bán được quần áo mình cũng lấy quần áo về mình bán, thấy người ta bán được đồ chơi thì mình cũng lấy được đồ chơi, thấy người ta bán được mỹ phẩm mình cũng nhảy vào bán mỹ phẩm, và thấy người ta bán được bất động sản thì mình cũng bán bất động sản. Thì như vậy thì sao ạ? Sẽ rất là khó. Các anh chị cần phải nghiên cứu cho mình một cái chuỗi sản phẩm đủ phong phú. Các anh chị cần phải tạo ra được một cái sản phẩm đầu phễu là nó làm nhiệm vụ là thu hút khách hàng. Bởi với cái nhóm sản phẩm như vậy, chúng ta không thể nào đặt cái tỷ lệ lợi nhuận lên, mà chúng ta đặt cái nhiệm vụ cho cái sản phẩm đầu phễu này là để dễ dàng tiếp cận với khách hàng của mình. Thông qua các anh chị sẽ có được cái giá tốt với cái nhóm sản phẩm này. Đúng không ạ? Thì khách hàng họ sẽ dễ tiếp cận hơn. Vậy nên với cái nhóm sản phẩm này, rõ ràng là cái biên độ lợi nhuận của chúng ta cực kỳ mỏng, thậm chí là chúng ta không có lợi nhuận, hoặc thậm chí là chúng ta phải lỗ với những cái sản phẩm đầu phễu như vậy. Tuy nhiên thì không lẽ kinh doanh mà cứ lỗ mãi như vậy thì làm sao mà duy trì được, đúng không ạ? Cho nên là chúng ta phải có một cái chuỗi sản phẩm thứ hai, đó là sản phẩm giữa phễu, để chúng ta bình quân lại cái biên độ lợi nhuận, và chúng ta phải có thiết kế ra sản phẩm cuối phễu để chúng ta gia tăng được cái tỷ lệ lợi nhuận. Và tất cả những cái điều này chúng ta cần phải thêm vào cái sự khác biệt của cái sản phẩm mình. Chúng ta phải thêm làm sao cho cái sản phẩm mình nó trở nên khác biệt so với những cái sản phẩm khác. Vậy thì với Tài, ví dụ như cái sản phẩm khác biệt của Tài là sao? Tài phân phối đồ chơi trẻ em khác biệt ở đây là gì? Cái sản phẩm của Tài tạo ra khi mà khách hàng mua, kinh doanh bán không được thì Tài thu về 100%. Không cần có lý do, khách hàng không cần phải nói khách hàng không cần phải bịa ra một cái lý do gì cả để có thể trả lại cái sản phẩm đó. Chỉ cần nói là Tài ơi, cái sản phẩm hôm bữa chị nhập bên em bây giờ không có bán được. Chỉ cần nói như vậy thôi thì Tài ngay lập tức là Tài sẽ đổi cái sản phẩm khác. Và thậm chí đổi 2-3 lần như vậy, người ta không bán được hàng thì người ta ngay lập tức là sao? Tài thu hết hàng về và trả lại tiền cho khách hàng. Đó là cái khác biệt của mình trong cái sản phẩm này. Đúng không ạ? Hoặc là trong những cái chương trình đào tạo của Tài, thì những cái học viên họ đến và họ tham gia cái lớp đó, ví dụ như họ tham gia những cái lớp bán hàng chuyên sâu của Tài và sau đó họ về họ không bán được hàng, chỉ cần là học viên nói một tiếng là anh Tài ơi, cái nội dung của anh chia sẻ nó không phù hợp với cái sản phẩm và dịch vụ của em vẫn áp dụng mà vẫn không có ra kết quả và không có hiệu quả, không bán được hàng.
thì sao? Thì Tài là tiếp tục hỗ trợ cho những cái học viên mình, Tài hướng dẫn từ ly từ tí, và thậm chí là Tài làm giùm luôn, Tài làm hộ rất là nhiều những cái khâu, đến khi nào học viên của mình có thể bán được hàng mà thôi. À, và trong một khoảng thời gian dài mà mình không còn cái khả năng, mình không có thể nào mà giúp được cái khách hàng của mình bán được hàng nữa, thì sao ạ? Mình sẽ hoàn tiền lại cho khách hàng của mình, để đảm bảo là khách hàng của mình sẽ không có bất cứ một cái rủi ro, một cái thiệt thòi nào khi họ sử dụng cái sản phẩm của mình, các anh chị. Đó là cái sự khác biệt. Còn sau khi mà các anh chị đi học ở một cái trường, một cái nơi nào đó, thì người ta chia sẻ các anh chị trong những cái buổi học này thôi, hoặc là người ta có thể là hỗ trợ các anh chị sau buổi học một khoảng thời gian rất là ngắn thôi, và cái việc vận dụng các anh chị đó là các anh chị tự vận hành. Và nếu các anh chị không được nữa thì sao? Thì các anh chị mất tiền. Nhưng mà mình đã trải qua những cái nỗi đau, mình đi học rất là nhiều những cái chương trình, đôi lúc là những cái chương trình, cái kiến thức của thầy nó quá sâu các anh chị. Không phải là cái kiến thức đó mình không áp dụng được, nhưng mà kiến thức đó quá sâu với cái tầm của mình, cái nền tảng mình chưa có nhiều, mình không có thể nào ngộ ra được hết tất cả những cái điều đó, và mình làm mãi nó không có kết quả, và mình quay lại mình oán trách là thầy dạy không hiệu quả. Thực tế là không phải như vậy, bởi vì có rất là nhiều học viên từ cái người thầy đó họ đã tạo ra được kết quả rất là tuyệt vời, chẳng qua là cái nền tảng của mình quá yếu. Cho nên là khi mình xây lên một căn nhà quá cao như vậy thì nó không đủ vững để trụ, và nó sẽ gặp rủi ro bị sụp đổ. Và Tài đã mất tiền rất là nhiều từ những cái khóa học như vậy. Cho nên mình hiểu được những cái nỗi đau khi những cái anh chị đi học là sao ạ, đã chắc bóp rất là nhiều những cái khoản thu nhập của mình để đi học với mong muốn là tạo được một cái thu nhập. Vậy nên Tài cố gắng nỗ lực hết sức để có thể giúp các anh chị có được những cái kết quả sau những cái chương trình học tập như thế này. Và nếu mà không kết quả thì đương nhiên là mình sẽ hoàn lại tiền để các anh chị có được cái chi phí đó để tiếp tục tham gia vào những một cái nơi khác nó phù hợp hơn, có thể giúp được các anh chị hiệu quả và nhiều hơn. Đấy, cho nên là các anh chị cần phải xây dựng cho những cái sự khác biệt đối với cái sản phẩm của mình, đúng không ạ? Và cần phải có một cái chuỗi sản phẩm. Đấy, giống như việc là Tài cũng đang xây dựng một cái chuỗi sản phẩm, thì Tài có cái chuỗi sản phẩm là đồ chơi trẻ em. Mà thông qua cái đồ chơi trẻ em đó thì những cái đại lý, những cái đối tác làm việc với Tài và họ hiểu được những cái triết lý sống, những cái quan niệm sống của mình, và họ sẽ tiếp tục và sử dụng tiếp những cái sản phẩm tiếp theo. Đó là có thể là sử dụng những cái sản phẩm bất động sản cùng kết hợp với Tài tham gia vào những cái sản phẩm đầu tư về bất động sản, và họ có thể sử dụng một vài những cái sản phẩm về những cái chương trình đào tạo course chuyên sâu hỗ trợ kèm một của Tài nữa. Thì rất là nhiều những cái sản phẩm như vậy để tạo ra một chuỗi hệ sinh thái những cái sản phẩm để có thể là sao đủ những cái chi phí để xây dựng những cái hoạt động kinh doanh của mình cách hiệu quả và dễ dàng hơn, đúng không các chị? Cho nên là các chị cần phải có sản phẩm đầu phiểu, dù là bán lỗ vốn, bán hòa vốn, nhưng mà mình vẫn có thể có lãi từ sau khi mà khách hàng họ đã tin tưởng, họ đã yêu thích cái sản phẩm chúng ta rồi, họ sẽ tiếp tục sử dụng sản phẩm giữa phiểu, cuối phiểu và những sản phẩm cao cấp hơn, đúng không ạ? Thì các anh chị cần phải hiểu điều đó. Cho nên là kinh doanh là một cái chiến lược đi dài hạn, chứ không phải là chúng ta chập chực được đâu các anh chị, đúng không? Không thể nào mà chỉ tính được những cái phần trước mắt, những cái phần ngắn hạn thôi thì sẽ rất là khó. Các anh chị cứ khư khư mới bước vào kinh doanh, các anh chị cứ mong muốn là phải 100% lợi nhuận, 100% lợi nhuận, sản phẩm nào cũng phải là răm rắp là nhân theo bao nhiêu phần trăm đó. Ví dụ như phải là 5% mới bán, đúng không? Phải là 10% mới bán, phải là 30% mới bán, không hẳn là như vậy các anh chị. Đôi lúc có những cái sản phẩm chúng ta bán hòa vốn chúng ta vẫn phải bán, thậm chí là bán lỗ vốn chúng ta phải chấp nhận để bán. Bởi vì sao? Bởi vì đó là những cái sản phẩm mà nó có thể giúp chúng ta sao có được cái khách hàng ngay từ đầu. Thì cái đó sẽ quay lại cái chiến lược giá mà Tài đã chia sẻ các anh chị lần đầu tiên, đó là chiến lược đầu tiên. Rồi đó là chiến lược thứ hai các anh chị nhé, chiến lược về chuỗi sản phẩm. Các anh chị cần phải xây dựng cho mình một cái chuỗi sản phẩm, đúng không ạ? Còn nếu mà các anh chị đang kinh doanh mà các anh chị chưa biết là nên xây dựng cái chuỗi sản phẩm của mình như thế nào, hoặc là các anh chị chưa biết kết hợp ra làm sao, thì các anh chị có thể kết nối với Tài, Tài có thể tư vấn và coach cho các anh chị được hiệu quả hơn. Và chúng ta sẽ đi sang chiến lược thứ ba, đó là các anh chị cần phải xây dựng cho mình được một cái chiến lược marketing, đúng không ạ? Đa kênh, là bao gồm chiến lược online và cái chiến lược offline, mà cái quan trọng hơn nữa đó là chiến lược marketing truyền miệng. Và thì để có thể truyền miệng được thì cái quan trọng nhất đó là các anh chị cần sử dụng cái sản phẩm nó ok. Sản phẩm các anh chị cũng phải thực sự chất lượng, nó có kết quả khi khách hàng họ dùng. Ví dụ như các anh chị bán sản phẩm là trị mụn thì các anh chị phải test và các anh chị phải khảo, phải nghiên cứu thật kỹ, các anh chị chọn ra những cái sản phẩm mà nó có chất lượng tốt. Nó phải ít nhất là từ thang điểm từ 8 điểm trở lên. Và khi mà khách hàng họ dùng và có kết quả thì đương nhiên là sao, họ sẽ truyền miệng để họ giới thiệu cho bạn bè và khách hàng, những cái người xung quanh của họ cho các anh chị.
Và đến lúc này cái việc bán hàng của chúng ta sẽ trở nên dễ dàng hơn, bởi vì đã có những người truyền miệng cho chúng ta, đã có những người quảng bá cho chúng ta, những người sao nói hộ cho chúng ta. Các chị phải hiểu được một điều là một lời nói từ cái sự giới thiệu đó nó có hiệu quả và tác dụng hơn hàng trăm hàng ngàn những cái lời marketing, những lời quảng cáo, những cái lời nói của chúng ta các anh chị. Các chị thử nghiệm ra đi, có phải là rất là nhiều những cái sản phẩm các chị quyết định dùng và mua nó thì có phải thông qua một cái lời giới thiệu của ai đó, lời giới thiệu từ những bạn bè, những người quen trong gia đình của mình, đúng không ạ? Các anh chị thấy mua cái điện thoại đó đâu, mua cái váy đó đâu, mua cái áo đó đâu, đúng không ạ? Mua cái đôi dép đó đâu, vân vân. Mua cái bất động sản đó đâu, vân vân. Mua cái đồ chơi đó đâu. Các anh chị hỏi như vậy từ những cái người xung quanh các anh chị, và các anh chị dự định mua món hàng nào đó, có phải là các anh chị cũng hay khảo sát hoặc là do được một cái sự ai đó giới thiệu để các anh chị mua cái sản phẩm hiện tại bây giờ, đúng không ạ? Vậy nên là các anh chị cần phải xây dựng được một cái chiến lược này, đó là cái sản phẩm các anh chị phải test thật kỹ và cái sản phẩm mình phải thật sự có chất lượng, đúng không ạ? Hãy dùng nó trước khi là bán cho khách hàng. Đa phần là như vậy, chỉ có một vài những cái sản phẩm đặc thù là chúng ta không dùng được thôi, đúng không anh chị? Ví dụ như là những cái sản phẩm dành cho người đã khuất thì cái đó mình không thể thử trước được, đúng không ạ? Cho nên là đa phần những cái sản phẩm là chúng ta cần phải test nó, chúng ta cần phải thử nó trước khi là bán cho khách hàng của mình, để đảm bảo được sản phẩm thực sự có chất lượng, để khách hàng dùng và có hiệu quả thì họ sẽ truyền miệng, truyền bá cho chúng ta, đúng không ạ? Và chúng ta nên xây dựng những cái chiến lược đa kênh là online và cả offline nữa. Thì những cái chiến lược, những cái chi phí mà các anh chị bỏ vào cho việc marketing thì nó sẽ giúp cho các anh chị sao ạ? Gia tăng được cái hiệu quả bán hàng lên. Rồi, và cái chiến lược thứ tư trong cái khuôn khổ của video ngày hôm nay tại muốn chia sẻ với các anh chị, đó là chúng ta cần phải xây dựng thương hiệu cá nhân. Tài rất là may mắn đã học được cái điều này. Ngày xưa Tài bán hàng rất là vất vả cho người lạ các anh chị, rất là vất vả cho người lạ. Còn bây giờ khi mà có người lạ vào, trước đây khi mà có một ai đó mua đồ chơi từ Tài là họ thấy mình đăng những cái chương trình quảng cáo hoặc là thông qua những cái phần marketing của mình để họ tiếp cận được mình, và họ cứ vào họ hỏi giá, họ hỏi sản phẩm, họ gửi, họ hỏi xong mình gửi giá lại, sau đó họ im ru luôn, không có một bất cứ một cái động tĩnh, một cái phản hồi gì cả. Không biết là các anh chị có gặp cái lỗi giống ta hay không. Hầu hết rất là những người lạ, họ khi mà họ tiếp cận mình lần đầu tiên, lần thứ hai gì đó đâu, họ hỏi về cái sản phẩm dịch vụ của mình, sau đó mình báo giá cho họ rồi mình cung cấp cho họ rất là nhiều những cái thông tin mà họ hỏi, sau đó họ im ru luôn, biệt vô âm tính luôn, đúng không ạ? Bởi vì sao? Bởi vì họ chưa tin chúng ta các anh chị. Họ còn lo lắng là cái giá đó có rẻ là còn mắc hơn nơi khác, và cái giá đó có vẻ là hình như nó rẻ nơi khác, không biết là cái sản phẩm nó có gì ổn hay không, có gì bất ổn so với nơi khác hay không, nhưng mà tại sao nó bán rẻ hơn, đúng không? Nên cũng là một vấn đề. Chúng ta bán cao hơn cũng là một cái vấn đề, vân vân, rất là nhiều những cái thứ khác. Bởi vì trong cái giai đoạn này họ chưa tin tưởng chúng ta, họ chưa biết chúng ta là ai, họ cũng lo lắng về vấn đề là giao hàng xa như vậy thì có đúng với là cái chất lượng sản phẩm hay không, rồi dịch vụ bảo hành về sao như thế nào, chúng ta nói như vậy mà không biết là chúng ta có làm được hay không, vân vân, rất là nhiều những vấn đề, đúng không ạ? Tuy nhiên khi mà các anh chị đã xây dựng được cái thương hiệu cá nhân cho mình rồi thì cái việc bán hàng nó sẽ trở nên dễ dàng hơn. Từ lúc mà Tài có cái thương hiệu ở trên internet thì khi mà khách hàng hỏi những cái thông tin về sản phẩm thì Tài gửi cái đường link về những cái thông tin mà Tài chia sẻ trên kênh YouTube như thế này trước cho khách hàng để họ xem qua, họ hiểu mình là ai, và với những cái triết lý, những cái chia sẻ của mình có thể giúp họ được cái điều gì đó hay không. Và Tài liên tục là gia tăng cái giá trị cho khách hàng và liên tục gửi những cái thông điệp, những cái chia sẻ của mình để gia tăng những cái hình ảnh, gia tăng những cái sự yêu quý của khách hàng đối với mình, để khách hàng nhận ra được mình là một cái người cũng có thương hiệu, cũng có uy tín ở trong kinh doanh, đã xây dựng ra được một cái thương hiệu như vậy thì không dễ dàng nào mình có thể đánh đổi nó một cách rất là bừa, tùy tiện, đúng không các anh chị? Đấy. Cho nên là thông qua khi mà Tài gửi những cái đoạn video, Tài gửi những cái link về kênh như thế này, thì đa phần những anh chị đó họ sẽ rất là nhanh chóng và dễ dàng quyết định mua hàng từ Tài trong những cái lần đầu tiên tiếp xúc. Không giống như ngày xưa nữa là gửi thông tin xong là mất tích luôn, đúng không? Nhưng bây giờ thì thông qua cái việc mà Tài cố gắng xây dựng những cái thương hiệu, những cái chia sẻ ở trên internet, khi mà các anh chị muốn kinh doanh về đồ chơi trẻ em, chỉ cần các anh chị search ở trên kênh YouTube
về những cái nội dung về đồ chơi trẻ em, ví dụ nguồn hàng đồ chơi trẻ em, cách kinh doanh đồ chơi trẻ em, rồi cách quản lý đồ chơi trẻ em từ xa như thế nào, cách quản lý nhân sự, cách bán hàng, cách marketing cho đồ chơi trẻ em, vân vân. Thì ngay lập tức rồi Tài sẽ có những cái video để có thể chia sẻ cho các anh chị. Chính vì cái điều đó thì sẽ giúp cho mình có được cái hình ảnh và tạo được cái niềm tin, tạo được cái sự yêu quý từ những cái anh chị đang tìm hiểu trong cái lĩnh vực này, mà khi họ muốn mua hàng thì cái việc họ ra quyết định của sự cũng dễ dàng hơn rất là nhiều, đúng không các anh chị? Và các anh chị để ý là khi những cái người mà nổi tiếng thì thấy là ví dụ như là thấy có anh Đàm Vĩnh Hưng đi, đây là một cái ca sĩ rất là nổi tiếng, đúng không các anh chị? Khi mà anh đã xây dựng được một cái thương hiệu nổi tiếng đến như vậy thì các anh chị thấy người ta bán hàng rất là dễ dàng. Bởi vì đôi lúc là khi mà đó khách hàng họ mua cái sản phẩm này không phải vì mục đích là dùng cái sản phẩm này nữa, mà vì là yêu quý cái người đó. Và khi mà yêu quý cái người đó, chỉ cần người đó bán bất cứ một cái gì mà họ cảm thấy là có thể ủng hộ được, có thể là mua được, thì ngay lập tức họ sẽ quyết định là sẽ mua, đúng không? Vậy thì khi mà anh Đàm Vĩnh Hưng ảnh có một cái thương hiệu như vậy thì cái việc mà ảnh bán bánh trung thu nè, rồi ảnh bán xây dựng cái thương hiệu là cá vua biển nè, thì ta thấy là ảnh bán rất là dễ dàng. Và người ta mua những cái sản phẩm đó vì bởi vì sao? Bởi vì sự ủng hộ và sự yêu quý đó. Và đó lúc là vào những cái dịp gì đó thì người ta muốn mua cái sản phẩm đó với điều kiện là anh ấy phải ký tên trên những cái hộp sản phẩm đó, hộp bánh trung thu hoặc là những cái hộp cá đó, thì người ta mới mua. Thì rõ ràng là người ta mua cái chữ ký của anh ấy, mua cái tình cảm đó, chứ không phải là đơn thuần chỉ là mua cái sản phẩm nữa, đúng không anh chị? Đấy, thì các anh chị thấy là những cái nghệ sĩ, những cái người nổi tiếng ở trên thế giới cũng như là ở tại Việt Nam mình thì họ đã có thương hiệu rồi, thì cái việc bán hàng của họ cũng sẽ trở nên rất là dễ dàng hơn, rất là dễ được tiếp cận. Còn chúng ta không có thương hiệu, khách hàng họ không biết chúng ta là ai hết, thì cái việc mua hàng thì nó sẽ trở nên khó khăn hơn, bởi vì họ chưa tin chúng ta, đơn giản là như vậy. Cho nên là các anh chị cần phải xây dựng cho mình những cái thương hiệu cá nhân. Và cái cách để có thể xây dựng thương hiệu như thế nào thì các anh chị có thể là inbox, Tài có thể hỗ trợ các anh chị một phần nào đó để giúp cho các anh chị có dần dần. Bởi vì đây là một cái quá trình rất là dài, các anh chị không thể nào một ngày một bữa mà chúng ta xây dựng được cái thương hiệu của mình. Thật sự là để xây dựng được một cái thương hiệu thì cần phải mất thời gian, công sức và một cái lộ trình nó rất là dài hạn, đúng không ạ? Rồi, thì Tài hy vọng với những cái gợi ý, với bốn chiến lược vừa rồi thì Tài chia sẻ, thì Tài tin tưởng rằng với những cái quy mô kinh doanh dù có nhỏ như thế nào đi chăng nữa, các anh chị có thể đang kinh doanh một người thì các anh chị vẫn có thể làm được, đúng không ạ? Về giá thì các anh chị có thể chọn ra cái sản phẩm đó để các anh chị có thể cho một cái giá nó tốt nhất cho thị trường, để các anh chị thu hút được khách hàng mới. Rồi các anh chị cũng sẽ biết là thêm cái giá trị vào như thế nào để cho cái giá của mình sẽ không phải bị cạnh tranh bởi đối thủ. Và các anh chị cũng sẽ hiểu được là cần phải xây dựng cái chuỗi sản phẩm nào, đầu phiểu, giữa phiểu, cuối phiểu như thế nào, đúng không ạ? Rồi cái chiến lược là cần làm như thế nào để cái khách hàng họ truyền miệng được, đúng không ạ? Và lưu tâm đối với cái việc là xây dựng thương hiệu nữa, thì cái kinh doanh các chị sẽ trở nên dễ dàng và thuận lợi hơn rất nhiều. Và các anh chị còn khó khăn nào trong vấn đề bán hàng của mình thì các anh chị hãy để lại câu hỏi phần bình luận, ta sẽ hỗ trợ các anh chị ở những cái video khác, hoặc là vào những cái chương trình đào tạo về bán hàng chuyên sâu hơn. Ở đó Tài hiểu được cái quy mô kinh doanh của các anh chị, hiểu được những cái khó khăn và thuận lợi các anh chị, thì Tài sẽ hỗ trợ các anh chị được chi tiết hơn. Cảm ơn các anh chị đã lắng nghe phần chia sẻ của Tài. Các anh chị cảm thấy video này có ích thì các anh chị hãy chia sẻ nó và đăng ký kênh bằng cách là ấn luôn chuông thông báo để các anh chị nhận được những cái video tiếp theo từ Tài nhé. Tài chúc các anh chị có được cái công việc bán hàng của mình một cách thuận lợi và phát triển hơn. Xin chào.